xe tải khởi nghiệp trong cái tầm tiền hơn 100 triệu nếu chúng ta đang tìm kiếm một chiếc xe để chúng ta có thể là kiếm tiền là một chiếc xe có thể là chở hàng hóa đi vào đường nhỏ ngõ hẹp đường đô thị vào trong phố không bị giờ giới nghiêm thì đây là một chiếc xe không thể bỏ qua là một chiếc xe được sản xuất 2021 đăng ký năm bánh 21 và chạy chỉ có là hai vạn km quý anh chị nhé một chiếc xe được mang thương hiệu là Đông Ben đây là một chiếc xe có số loại là SRM phiên bản mới nhất form dáng đẹp hệ thống đèn chiếu sáng tinh tế đời mới và được trang bị là cấu hình hai chỗ ngồi thùng mui bạt chở hàng hóa 950 kg máy là 1.5 hệ thống dẫn động cầu sau và chiếc xe này mang trên mình ngoại hình là màu sơn xanh tất cả mọi các chi tiết xe là đều nguyên zin bản 100% trong thời điểm hiện tại bây giờ nếu quý anh chị quan tâm chiếc xe tải này nhất điện thoại gọi cho em quyết 0365639999 Zalo là 017 580 555 sở hữu chiếc xe này 155 triệu bao hồ sơ trên 63 tỉnh thành. Nếu quý anh chị ở xa chỉ cần là gọi điện thoại cho em quyết để mà chuyển cọc và sau đấy là rút hồ sơ chiếc xe này vào chính chủ tên của quý anh chị. Chiếc xe này đang hiện tại biển kiểm soát 26 Sơn La, màu sơn xanh, nội thất thì đã lên ghế da rồi và tất cả mọi các chi tiết của xe đều là zin nguyên bản tuyệt đối. 5 quả lốp theo xe chưa một quả lốp nào nhấc ra quý anh chị ạ. Một chiếc xe của nó là đẹp xuất sắc chủ nhân mua 2021 không có chở hàng hóa nhiều cho nên là mọi các cái chi tiết của xe đều nguyên zin bản hết từ cái phần gầm bệ sắt xi thì trên chiếc xe này đều là nguyên zin 100% quý vị nhé nếu mà chúng ta tìm kiếm một cái chiếc xe 2024 để mà so sánh với một chiếc xe 2021 này thì khẳng định luôn là chiếc xe 24 và chiếc xe 21 không có kém nhau là bao nhiêu cả hiện tại về bên em đã có làm một cái bạt cái bạt này là bạt dày nhé bạt dày cho nên là để chúng ta có thể chở các hàng hóa khô rất là thoải mái yên tâm và mở ra những cái vị trí này có khóa để chúng ta có thể cài khóa vào đây mở thùng ra như vậy thì uh, trên cái thùng này nó rất là rộng thoải mái ở một cái là chúng ta có thể mở được ba cánh ở phía sau và tất cả các cái chi tiết thùng các cái sườn bên bên sườn đây thì đều có thể là nhấc ra để mà mở ra được Đó, thì chúng ta có thể uh, thiên biến bạn hóa cái thùng của cái chiếc xe tải này đi vừa là để chở hàng thùng có bạt hoặc là chúng ta có thể tháo bỏ cái bạt này gỡ ra cũng được thì tạo ra một cái xe là mui trần. Không cần phải bạt ở trên, hoặc là chúng ta có thể dỡ bỏ hẳn tất cả những cái vách ngăn ở phía trên ra thì trở thành một cái chiếc xe là thùng lửng như này cũng được. Ví dụ như anh em mà chở xe máy thì cái chiếc xe này có thể chở được rất nhiều xe máy, để được khoảng tầm 10 con xe máy ở trên cái thùng này, rất là rộng nhé Còn nếu chúng ta có thể chở hàng kín, hàng khô hoặc gì đó thì chúng ta có thể đóng lại thùng, để đóng lại bạt như này. Đấy, nó rất là tiện lợi để mà cho quý chị di chuyển ở tất cả các cái cung đường đặc biệt nhất là khi mà chúng ta vào đường nhỏ ngõ hẹp thì đây là một cái chiếc xe rất là phù hợp tiền thì hiện tại bây giờ em quyết chào bán chỉ có 165 triệu bao hồ sơ trên 64 tỉnh thành quý chị nhé ở trên chiếc xe này thì có hai cái được trang bị nguyên bản theo xe này một là cái camera lùi ở phía sau khóc rất là rộng 360 bên cạnh đó được trang bị thêm một cái màn hình ở bên trong thì cái màn hình phía bên trong là màn hình nguyên nhé lốp sơ cua theo xe là vẫn chưa lăn bánh thùng của xe thì nó đẹp căng luôn từ cái phần sàn thùng ở phía dưới sàn thùng phía trên mọi chi tiết con zin hết quý anh chị nhé ốc ốc này ốc zin nhé tất cả các cái chi tiết thì trên cái chiếc xe 2021 thì nó rất là mới rồi và đặc biệt nhất là cái chiếc xe này chạy mới có hai vạn cây cho nên nó còn rất mới Đấy, tất cả những cái chi tiết thì còn rất là đẹp về bên em thì không có làm gì cả chỉ có rửa nước lã thôi còn lại là về cái phần sơn si thì sơn si 100% cây bô vẫn sáng rực này quý anh chị ạ nếu mà những cái chiếc xe mà 2020, 21, 22 ấy, thì những cái chiếc xe tải van đông men và đặc biệt là những cái con mà tải thùng như này là SRM này thì gần như là còn rất đẹp rất mới cái phần chuyển động cầu sau này củ số này nó rất mới nhá sơn chấm nhà máy bình thường là về bên em có cho rửa dọn máy gầm nội thất nhưng mà trên cái chiếc xe này thì quá mới quá đẹp cho nên là cũng không hề có rửa dọn máy gầm gì Đấy, bây giờ thì em sẽ em mở để chúng ta nhìn về cái phần cabo và cái trang thiết bị phụ tùng nhé cặp đèn nó rất là đẹp ở phía dưới được trang bị cả một cái hệ thống đèn gầm rất là sáng quý anh chị ạ mà cái bề mặt ca lăng tản nhiệt của xe thì nếu mà chúng ta nhìn không thể nào hình dung được nó là cái chiếc xe xe tải đâu nếu nhìn từ phía đầu đường trước này nó giống y như là một cái chiếc xe con giống như những chiếc xe sang ấy. nhìn nó rất là đẹp quý anh chị ạ phải nói là là tiền thì rất là ít nhưng mà cái thương hiệu Đông Ben và À, sản xuất những cái chiếc xe tải van kenbo dongben srm hay là ừ, chiếc xe tải như này thì phải nói là nhìn rất là yêu luôn, rất là đẹp về cái form dáng thiết kế nhé. các cái chi tiết của xe phía trong thì đều là dinh nguyên bản hết rồi, từ các cái phần ngàm khóa này, sơn xi si này, rồi uh, tay công, tay kích, tất cả các cái chi tiết phụ tùng thì đi theo xe đều là nguyên dinh bản hết và không có một giọt sơn ta dính vào. Bây giờ em sẽ cho chúng ta nhìn vào cái phần nội thất ở trên chiếc xe này nội thất trên chiếc xe này thì nó chỉ là một chiếc xe tải thôi nhưng mà chủ nhân thì đã đầu tư vào là cái phần ghế này ghế là đã được trang bị là toàn bộ ghế da nhé ghế da và rất là dày dặn để mà ông ta ngồi rất là êm rất là thích phía bên trong đây là cái vách ngăn zin nguyên bản có kính nhìn ra thùng hàng phía bên sau thì đây là một cái vách ngăn zin của nhà máy sản xuất ra và cái vách ngăn này nó cũng giúp cho ông ta ngồi ở trong cái khoang cabin này này nhỏ gọn hai người thôi thì bật điều hòa lên chỉ có một xíu thôi là nó đã lạnh rất là sâu rồi. Ở trên chiếc xe này thì trang bị là điều hòa là bán tự động nhé Vừa là tự động vừa là dạng cơ luôn đấy quý vị Điều chỉnh hướng gió, nước gió này Rồi ở đây là có các cái số bấm Bình thường là vặn bằng nút tắt bật AC sấy kính sửa kính Ở phía dưới cũng được trang bị đầy đủ tất cả các chức năng USB cắm vào để nghe nhạc này Ở bên đây là có tẩu chống thuốc này lấy điện 12V này Phía trên là màn hình nhé Và cái màn hình này là màn hình zin nguyên bản Mở khóa lên này sẽ hiển thị SRM luôn Màn hình zin nguyên bản hết ở trên cái màn hình này, thì ta cái chất lượng âm thanh ấy, thì nó chỉ là được trang bị có hai cái loa thôi để chúng ta nghe nhạc ở ngay cái bề mặt trên cái khu vực táp lô này thôi. Nhưng ở cái phần trong này, này thì chúng ta có thể là nghe FM radio rồi chúng ta có thể kết nối Bluetooth nhé, nghe Bluetooth được này, rồi nghe nhạc theo USB này. Cài vào số đùi thì sẽ hiển thị ngay lập tức ở trên này là tam đùi luôn ở trên cái cái màn hình này luôn. Đó. Ở phía bên đây thì cũng được trang bị một cái cốp học để chúng ta chứa đồ để đồ các cái vị trí cửa gió điều hòa thì nhìn cái vị trí cửa gió điều hòa ở trên cái chiếc xe tải này nó rất là hiện đại trẻ trung rất là đẹp quý anh chị nhé đồng hồ thì rất là đẹp luôn đồng hồ một chiếc xe tải thôi mà nhìn nhiều con xe con chả bằng luôn còn nói về vô lăng thì cũng quá đẹp rồi bởi vì nó vô lăng chạy hai vạn cây cho nên nó còn rất là mướt đẹp cực kỳ luôn phần củ số này củ số của xe nó là đẹp long lanh quý anh chị ạ một chiếc xe chạy hai vạn cây thôi rất mới bây giờ em mở qua một chút để cho người ta nhìn về cái tổng quan của cái khoang máy tất cả các cái con ốc đều zin nguyên bản theo xe còn rất mới nhá mới kính con luôn về bên em chỉ có xịt rửa qua nước lã thôi chứ không có làm gì đâu quý anh chị ạ sơn zin 100% nhà máy rồi zin từ tất cả những cái con ốc các cái khớp nối nhỏ nhất từ là buji mu hay là những cái đường ống dẫn nước hay là ống các cái điểm tiếp giáp này là một chiếc xe để chúng ta chạy chở hàng hóa đi vào đường nhỏ ngõ hẹp đô thị thì đây là một chiếc xe rất là phù hợp với mức tiêu hao nhiên liệu trung bình nó vào là 7 lít 100 cây. Còn nếu chúng ta chở nặng, tải nặng để mà chúng ta di chuyển thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 8 lít rưỡi 9 lít tùy theo cái khu vực chúng ta đi và hàng hóa chúng ta chở. Tất cả các bề mặt táp ly này thì đều là trang bị là nhựa nhé À trên chiếc xe này thì không phải là trang bị là là hai loa đâu mà trang bị bốn loa quý anh chị nhé Hai bên sườn này hai loa này, ở hai bên cánh cửa này và hai loa ở phía bề mặt trên cái khoang lái táp lô của chúng ta này mở cửa chốt cửa tự động nhé. khi di chuyển xe chạy 15 km thì sẽ tự động chốt cửa kính một chạm auto bên lái và kính bên phụ thì sẽ phải giữ tay nhé hệ thống bật đèn tắt đèn này, tất cả các hệ thống đèn gầm đèn sương mù bật tắt đấy, tăng giảm năng lượng ở đây vô lăng của xe thì quá đẹp rồi còi nằm ở hai bên sườn hai bên cái phần chính giữa này là đặt logo trên chiếc xe này thì không trang bị một cái bóng khí nào đâu chúng ta đi thắt dây an toàn là ok thôi chứ không có trang bị bóng khí nhé đồng hồ rất đẹp km chuẩn của xe là chạy hai vạn là 1660 cây quý anh chị ạ. Đồng hồ chính giữa là đồng hồ báo về km, là chip A, chip B, nhiên liệu xăng còn và đồng hồ ở phía bên phải là đồng hồ vòng tua máy, có báo tất cả các cánh cửa và cái nhiệt độ máy là ở cái phần bên trái, nhiệt nhiên liệu thì nó sẽ bên phải. Tất cả các chi tiết của xe thì rất là đầy đủ. Trong cái thời điểm hiện tại bây giờ thì để mà bỏ tiền ra mua một chiếc xe như này mà là xe mới ấy, thì nó phải vào gần 300 triệu. Trong thời điểm hiện tại bây giờ nếu quý anh chị quan tâm chiếc xe tải này, nhất điện thoại gọi cho em quyết 0365639999, Zalo là 0175805555, sở hữu chiếc xe này 155 triệu bao hồ sơ trên 63 tỉnh thành. Khi anh chị lấy xe là chỉ cần có cầm hồ sơ cộng với lệ xe đi lên trên phòng cảnh sát giao thông gần mình nhất ở nơi mình cư trú là đăng ký đăng kiểm thôi. Nếu mà quý anh chị là lần đầu tiên xem giao clip của em quyết thì hãy ấn đăng ký kênh nhấn vào nút rung chuông thông báo và thấy video clip này hay hữu ích anh chị em bạn bè người thân mình đang có nhu cầu mua bán ô tô cũ trao đổi ô tô cũ thì hãy chia sẻ cái video clip này cho mọi người cùng biết đến và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý anh chị ở cái phần bình luận ở phía dưới của video clip này em là quyết chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng ô tô cũ từ 2 đến 9 chỗ và những chiếc xe tải hạng nhẹ em quyết thì có hai cơ sở kinh doanh một là ở tại Long Biên Hà Nội và ở tại Đông Anh Hà Nội quý anh chị đến những thoại gọi cho em quyết là 03 656 39999, Zalo là 017 580 5555. Em quyết xin trân trọng cảm ơn. Xin chào hẹn gặp lại toàn thể quý anh chị và các bạn trong giao clip tiếp theo.